Hello mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay cũng không có ý là ra video, nhưng mà lúc sáng mình ra đường mình gặp một cái tình huống là mình thấy một cái người bán ve chai đó. Thì mình xem mình thấy nó có một số cái món đồ mình có thể mình xài được, có thể mình hỏi là bao nhiêu. Thì 200 ngàn. Mình nhìn sơ qua thì mình nhìn sơ qua trong cái túi đồ này thì mình thấy 200 ngàn hơi nhiều á. Với một cái túi này thì cũng không có tới 200 ngàn đâu, nhưng mà mình thấy nó có dây sạc, nó có cái đồ nào cũng có thể xài được, nên mình quyết định là mình mua thử với 200 ngàn. Thì mình về mình xem như thế nào, thì sau đây mình sẽ review cho mọi người xem thì nó có những cái đồ gì mà có thể sử dụng được không nha. Và mình xem thử là 200 ngàn mình bỏ ra nó có bị gì hớ không. Thực sự mình hy vọng là không hớ, thì mình thấy có một số đồ nó cũng có giá trị. Sau đây mình sẽ review cho mọi người xem nha. Bây giờ mình thử mình mở ra xem bên trong nó có gì không. Thì mình chỉ định giá sơ sơ thôi, chứ mình cũng không biết là chính xác nó như thế nào cho mọi người. Ốp lưng mọi người, ốp lưng điện thoại nha, thương nhựa dẻo, nói chung cái này nó dùng cho Samsung hay gì á. Ok, cái này cũng có giá trị chứ bộ. Cái này là cái khung của iPhone mọi người, cái khung viền á, viền bảo vệ iPhone 4, hai cái. Wow. Một chiếc điện thoại mọi người. Điện thoại này để coi nó có lên nguồn không nữa đây. Rồi nó im lặng luôn rồi. Này hàng hư rồi. Không biết bán có giá trị không. Mà bị bể màn hình mọi người. Hai món. Ồ ồ ồ. Đây là một tay cầm chơi game PC nha mọi người. Nhìn cũng được ha. Nó có 1, 2, 3, 4, 4 cái nút bấm ở trên. Chắc là để lái xe hay gì nè. Có vẻ là còn xài được nha mọi người. Kéo còn rất là tốt. Này được mấy ngàn. Này là gì? Này là thắt lưng. Thắt lưng. Thắt lưng ngầu không? Wow. Này những pin. Pin này không biết xài gì ta. Này là một cái cục biến cục sạc biến áp. Đầu vào là 220V 50Hz. Đầu ra là 12V 1000mAh. Cục này cục biến thế 12V nè. Nhưng mà đúng rồi, cầu vô này là nó ra đầu này cũng khá là tiện ha, nhưng mà không biết xài gì để 12V này. Tai nghe không biết xài được không, lúc nữa mình test thôi nha. Pin nữa này. Bên. Bên này nhiều quá ta. Hồi xưa mình cứ pin thử còn hay mất là mình thử liếm nó hay sao á.
một cái kiến nè mọi người. Wow. Kiến này kiếm màu vàng nha mọi người. Kiến này đi xe vào được này. Nhưng mà như nó bị nó cọ ma sát nó bị cần cái bằng kiến rồi mà kiến rồi. Nhưng mà nhìn cũng rõ. Ngầu ha. Được. Nhìn lạ ha. Con này cục xe khư. Điện thoại cục gạch mọi người. Mặt ốp lưng sau của iPhone này. Mọi thấy không? Còn rất là mới. Này cục sạc Nokia mọi người, chui nhỏ. Nhưng mà giờ chắc mà giờ không ai xài cái loại này đâu, tại vì hiện tại thì đa số ai cũng xài Android hoặc là iPhone này. Cho nên máy này chắc cũng không xài được, không xài tới rồi. Wow. Chiếc xe Ducati phiên bản thu nhỏ. Được, được, được. Cái này hàng trưng bày mọi người. Rất là thú vị đây. Này dây sạc iPhone, dây sạc iPhone. Này nguyên tem nguyên bộ luôn này. Ồ. Đây là một cái cổng cái cổng là gì ta, cổng gì mà xài, một cổng là Android, một cổng là cổng USB này. Dây còn xài được mới, nhìn thấy mới. Ôi, một cái mặt ốp lưng nữa, là hai mặt này. Hai mặt ốp lưng. Một cái cốc sạc. Còn là đâu có giá không chứ. Chẳng biết làm cái gì. Dây chuyền không rồi. Ui. Điện thoại iPhone cổ. Cái này không biết nó đời gì ta. Mình coi nha. Đây là iPhone cổ mà inox, giỏi inox đi mọi người. Nhưng mà cái này còn xài được ok lắm á. Hình như nó im ru luôn rồi. Hãy coi. Thôi chịu. Để cục gạch nữa. Toàn điện thoại cổ không mọi người. Rồi có cái dây kẹp kẹp nữa này. Đúng cổ luôn. Alo, alo. Alo, alo. Pin. Này pin mọi người. Nhưng mà pin này nó bị phù rồi, nó bị phù ra. Cái vụ phù ra nó dễ nổ lắm này. Thôi. Một cái dây, một cái đầu sạc Android, một cái dây Android Tuxedo này, hàng này thấy bịch này cũng mới này. Ok ha. Một cái máy hát mọi người. Một cái máy hát để coi nó mở được không đây. Còn nó có thể nhớ luôn đó. Mọi người thấy không?
Ồ, có điện luôn nè, có lên điện luôn nè. Quá tuyệt vời. Cái này nãy giờ là cái này là khó nhất này, là thấy có hình ảnh, có âm thanh rồi đó. Này được nhất trên bên này. Ồ, một cái điện thoại Samsung mọi người. Không biết bỏ vô cái nãy vừa không này. Không có vừa, cái này loại nhỏ rồi mà, để coi nó có điện không, nó có lên điện không đây. Wow, lên luôn mọi người ơi, dữ dằn luôn. Nhưng mà hiện tại nó đang bị khóa rồi. Mình mở khóa không có được, hiện tại nó đang bị khóa rồi. Nhưng mà nói chung là nó đang còn 19% pin này, mất tiêu rồi, 19% pin này mọi người ha. Ok, bây giờ 7 giờ 19 phút mà giờ 2 giờ mấy chiều rồi, bây giờ 7 giờ mấy là. Nhưng mà cái này chắc là còn xài được nè, hai món rồi, ngoài hai món ok nha. Nhiều mỡ này. Bất ngờ không? iPhone 4. Đừng nói cái này là của nó nha. Wow. Ok. Coi nó có pin, nó có nguồn gì không? Im đâu luôn mọi người. Hết rồi. Để lát mình sạc thì nó có vô điện luôn. Tại nó tối thui rồi. Con chuột vi tính hiệu Mitsumi. Nhưng mà nó hình như cái bánh lăn nó bị hư rồi, nó không có còn cảm giác. Không còn cảm giác mà lăn lăn cầm cộm nữa. Không bấm được nhưng mà con lăn là bị hư rồi. Như không. Một cái dây nguồn sạc của cái gì vậy ta, USB như gì lộn, USB cây cây bộ hiệu Samsung. Nó lên trên hình như cái này là của cái gì, cái này hình như có cái dây điện thoại hay là dây mấy cái máy ảnh gì đó, mình không biết, nhưng mà nó có dây này thôi. Này cái dây dây len của cái máy tính, nhưng mà bị gãy hai gai rồi. Ôi cái này nói chung là muốn xài là phải bấm lại, bấm cái đầu khác mới xài được. Tùm lum dây sạc nguồn mọi người. Cái gì đây? Người thấy không? Tiền nè. Cái đồng này như là đồng chơi game. Hai đồng chơi game. Ba đồng chơi game, nhưng mà đây nó bự hơn xíu. Bự hơn ha. Cái này cũng như game luôn rồi. Game luôn. Ồ,
tầm 12 đồng, 200 đồng mọi người, 200 đồng Việt Nam này ha. Đồng gì ta, đồng đồng game luôn, ông già này chơi game sao trời. Này đồng tiền nha mọi người, đồng tiền Nhật nè, để mình coi, đồng đồng 100 nha mọi người, 100 này, 100 này, bên đây có bông sen này, à, tiếng Nhật không à, trên đây 100 yên nè, đồng yên này, 100 nha mọi người. Quá trời luôn. Rồi, như là hết rồi. Thì mọi người thấy không? Sau khi mà mình review xong thì mình có được một đống đồ này. Quá trời luôn. Thì trong đó nó có mấy cái này là giá trị này. Cái này xài được. Mình khoái nhất cái này. Ok, thì những món hàng này thì mình sẽ coi cho mình xài được cái nào. Cái này thì chắc chắn là thì thử mở khóa, tại bây giờ nó đang khóa rồi. Khóa, đang khóa rồi mà không được rồi. Còn cái này là chắc là xài được. Nói chung là những cái này mua với cái giá 200 ngàn như vậy là quá ok mọi người. 200 ngàn. Mà nếu mà cái này, nếu mà giá trị thật sự của nó, mình nghĩ chắc cũng tầm 400-500 ngàn vậy hả. Thì nói chung là những món hàng mình mua này nó không bị hố rồi, xài được. Và anh em nào mà biết cái giá trị thực sự của những cái này thì hãy comment nha. Thì tới đây chắc mình cũng xin kết thúc video review cái túi hàng đặc biệt này. Và xin hẹn lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Hy vọng mọi người sẽ thích và mọi người hãy cho một like và share. Hôm nay là cái túi này thì mình lời nhiều mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhà hàng. Rồi lại mọi người video tiếp theo và những cái cover bản nhạc cover nha. Bye bye.